Clip Lisa Blackpink nhảy nhót bên bạn trai tỷ phú hậu biểu diễn ở Crazy Horse tỏ thái độ khi bị quay hình. Khoảnh khắc Lisa Blackpink nhún nhảy nhiệt tình bên cạnh bạn trai tỷ phú khiến dân tình chú ý, nhất là khi cô vừa kết thúc 3 đêm diễn tại quán rượu Crazy Horse. Thông tin liên quan đến 3 đêm diễn của Lisa Blackpink tại quán rượu Crazy Horse ở Pháp thu hút sự bàn tán của dư luận quốc tế. Ngay từ khi có tin đồn, người hâm mộ Lisa đã không đồng tình với việc nữ thần tượng diễn ở đây, vì cho rằng nó sẽ ảnh hưởng lớn đến hình tượng mà cô đã xây dựng bấy lâu, cũng như cản trở con đường phát triển tương lai. Được biết, Crazy Horse là một quán rượu lâu đời nằm ngay tại trung tâm của Paris, Pháp. Quán rượu được biết đến là biểu tượng trong giới ăn chơi thượng lưu của Pháp. Khách mời sẽ mua vé và thưởng thức đồ uống cũng như những màn biểu diễn ảo thuật, thoát y từ các vũ công nữ. Theo lời kể của nhiều khách tham dự buổi biểu diễn của Lisa tại Crazy Horse, nữ thần tượng K-pop vô cùng sexy trong những bộ kính quyến rũ hết nấc. Nhiều ngôi sao nổi tiếng trên thế giới cũng đến ủng hộ cô, đặc biệt là ba thành viên còn lại của Blackpink là Jisoo, Rosé và Jennie. Không những thế, gia đình của ông chủ tập đoàn LVMH và Tam Công Tử, bạn trai của Lisa cũng góp mặt ở hàng ghế khán giả. Sau 3 đêm diễn thành công với 5 show diễn, Lisa đã tổ chức buổi tiệc ăn mừng cùng bạn bè. Một đoạn video được khách mời để lộ ra cho thấy thành viên nhỏ tuổi nhất Blackpink vô cùng hào hứng, vui vẻ. Cô liên tục uốn éo, nhảy nhót theo tiếng nhạc sập sình bên cạnh những người bạn thân thiết. Bạn trai tỷ phú của Lisa cũng cài cài bên cạnh tháp tùng cô trong suốt bữa tiệc. Trong lúc đang vui vẻ, Lisa để lộ thái độ sượng trân khi có chút khó chịu khi phát hiện có ống kính máy quay chỉ về phía mình. Lúc bị bắt gặp, người quay clip nhanh chóng hướng máy quay về phía bàn DJ để lảng tránh. Được biết, màn biểu diễn của Lisa tại Crazy Horse đã giúp cho từ khóa của câu lạc bộ này phổ biến khắp toàn cầu chỉ trong vòng chưa đầy một tháng qua. Cụm từ vũ công thoát y cũng trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội. Những bài phân tích, tranh luận, bảo vệ quan điểm của chuyên gia, fan hâm mộ và công chúng không ngừng được đưa ra mổ xẻ. Không những thế, các lý luận về nữ quyền, thoát y, hình thức biểu diễn nghệ thuật khoe thân cũng được quan tâm không kém.